Mến chào toàn thể anh em. Ngay trước mặt anh em là Realistic Optimus 50, đôi loa bass 33 đường tiếng luôn. Đây, quả bass 30 phân bằng giấy, tiếng bass đánh rất là sâu khi mình nghe nhạc vàng rất là hay. Hai cái driver còn lại là mid chép cũng là bằng giấy, rất là dịu dàng, êm đềm. À, đôi loa này giá là 7,5 triệu, không chơi thì còn chơi đâu nào nữa anh em. Dành riêng thị trường Mỹ luôn. Dưới liếc bo cong nhẹ ở hai bên, rất là đẹp. Thùng vách gỗ lạng vuông thành sắc cảnh, siêu đẹp anh em. Gọi là độ đẹp của đoàn này là khỏi chê. Đó, nó zin, nó đẹp thật sự và nghe rất là hay trong cái tầm giá mà 7,5 triệu thì không chọn đôi này thì còn chọn đôi nào nữa nha. Anh em có nhu cầu thì alo cho mình ha. Chúc anh em nhiều sức khỏe. Xin chào.